Kính thưa toàn thể đại chúng, chiến tranh đã đi qua, đất nước đã hòa bình. Sự hy sinh cao cả của các cha anh và các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi mãi lưu danh cùng hồn thiêng sông núi. Thế hệ hôm nay xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những anh hùng liệt sĩ, đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh đã cống hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc, cũng như tinh thần đền đáp tứ trọng ân của Phật giáo, trong đó có ân quốc gia xã tắc. Vừa qua, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng Chùa Ba Vàng đã đến tận nhà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Nghi, nhà mẹ Vũ Thị Tuyến là vợ của liệt sĩ Phạm Bá Quang, nhà chiến sĩ giải phóng Trương Quang Thiện, nhà thương binh Hoàng Thanh Cường, nhà thương binh Vũ Đình Duật và đến thăm nhà đồng chí Nguyễn Khắc Đường, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố Uông Bí, để thăm cũng như tặng quà chúc Tết tới mọi người. Tại các nơi đến, Sư phụ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với hy sinh cao cả của các chiến sĩ, các thương binh, các mẹ Việt Nam anh hùng trong công cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước và mong rằng mọi người luôn sống an vui, là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo. Tiếp nối tinh thần tri ân và đền ân đó, trong dịp cuối năm, thể theo lòng mong mỏi được thực hành tứ trọng ân của các Phật tử, Sư phụ đã từ bi hứa khả, chỉ dạy chư tôn đức tăng, tác lễ khai đàn, cầu siêu anh hùng liệt sĩ, tu tâm biết ơn, cầu quốc thái dân an, do các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa tổ chức. Vâng, theo lời chỉ dạy của Sư phụ, đại diện chư tăng đã tác lễ khai đàn theo nghi thức Phật giáo để các Phật tử cũng như các anh hùng liệt sĩ được thừa hưởng ân đức từ Tam Bảo. Trong suốt thời gian diễn ra đàn lễ, Phật tử trong câu lạc bộ đã thành kính đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng và tụng đọc kinh Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám, Sám Hối Hồng Danh, Quán Âm Quảng Trần và kinh Tam Bảo để hồi hướng công đức, tri ân các anh hùng liệt sĩ và nguyện mong các chân linh anh hùng liệt sĩ cùng tu tập giác ngộ Phật Pháp. Để đàn lễ được thập phần viên mãn, chư tăng lại vì các Phật tử quang lâm tác lễ kết đàn, các Phật tử thành kính cảm niệm tri ân chư tôn đức. Phật tử chúng con được cử làm đại diện cho các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng, xin cùng các anh linh, anh hùng liệt sĩ phát nguyện tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu vô thượng Bồ Đề, để trên đền bốn ân làng, dưới cứu khổ ba đường. Theo tinh thần Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc, để góp phần làm cho đất nước được thanh bình, chúng sinh được giác ngộ, Phật Pháp được thịnh hưng. Chúng con xin cầu chúc trên Sư phụ cùng chư tôn đức tăng, trụ tế Sa Bà dài lâu để hoàng truyền giáo pháp Phật, và nguyện chúc cho Tam Bảo trường tồn ở thế gian, làm chỗ dựa, chỗ cứu khổ cho chúng sinh. Một lần nữa chúng con xin được đầu thành đảnh lễ tri ân trên Tam Bảo, tri ân trên Sư phụ, tri ân chư tôn đức tam bái. Chương trình tụng kinh cầu siêu anh hùng liệt sĩ đã viên mãn. Qua chương trình này, mong nguyện rằng mỗi người con Phật sẽ càng tinh tấn trên con đường đạo, tăng trưởng hạt giống tri ân, đền ân và làm lợi ích cho quê hương, đất nước.